Ê, cái gậy của anh đi bị làm phách mà cứ đòi 100 cân. Đúng. Các em nhìn thấy cái gì đây không? Như này mà các em bảo là hàng phách á. Em to mồm nhất, thử bẻ đi. Anh nhìn em đây này, còn mày này đã. Trời ơi, trời ơi. Em đi thua nha. Ê, cái ghê của anh chị bị làm phách mà cứ đòi 100 cân. Em đi thua nha. Thế thằng nào bảo cái này là hàng phách nữa, bước xác vào đây. Thằng nào? Thôi, chúng em chịu thua rồi. Nhìn anh đây này. Ôi trời ơi. Anh đùa thôi. Xem anh đây này.